cái câu cuối cùng này này, cái câu này đưa về dạng bình phương này em, nó là đưa về cái fx trừ đi một cái khối lượng tất cả bình ấy, hoặc là f phẩy trừ đi một khối lượng tất cả bình ấy, còn nhớ không? Câu này đưa về bình phương thì chứng tỏ là câu này làm rồi các bạn, cái đề này làm rồi. Tôi làm cái đề khác nhá, vì nó làm rồi mà. Thái Bình làm rồi này. Hậu Giang nhá anh em nhá. Hoặc là Hòa Bình này này. Nhưng nhìn có vẻ sẽ mình chưa làm đâu. Thử xem này. Hòa Bình này. Mình xem cái đoạn dưới dưới này xem có gì hay hơn. Ủa, cái hình này thì chắc chắn là chưa động rồi. Lòng hoàng lắm anh em ạ. Anh em mình cày vài câu nhá, ok không? Thử nhá. Đấy, Hòa Bình thì chưa làm này. Mình đọc tí cho nào. Đọc tí đi anh em ơi. Làm từ 35 đổ ra thôi. 35 đổ ra thì sẽ kéo được bao câu. Thế nhỉ, 35 dễ rồi nha, thôi bỏ nhanh anh em. Được chưa? 36 thì Casio thần trưởng luôn anh em nhỉ? Đúng không? Hả? Nhân cho cái chỉ đối ở dưới mẫu rồi ạ. Ờ đúng rồi, anh nhân chuyển đối của mẫu thôi, con này bằng căn 5 đúng không anh em? Đúng chưa? Chuẩn chưa anh em ơi? Căn 5 nhá. Góc Chỉ giữa được đối, nghĩa là chỉ được đối của cái mẫu lên à? chuyển đổi mẫu lên thôi em ơi, một nhân cái chuyển đổi mẫu 37 góc giữa a phẩy c là nó chính là góc a phẩy ca đúng không anh em, đúng không? Thôi nhở, ok không? Thôi nhá, được chưa? Được. Câu này thì thôi nhá, câu 38 mày dễ rồi. Hình lăng trụ đứng rồi. Vẽ vẽ cái hình thử tí nhá, đúng không anh em? Mặt cầu ngoại tiếp này. Rồi, cho hình lăng trụ đứng này. Tôi làm rồi. Làm chưa? Kiểu form nó quen à mày? Đấy, ngó qua tí xem nào. Xem có động được không? Tầm này cày nhiều quá giờ nhìn mấy cái đề này. A, B, C, phải 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 D, đúng không? A, B, C. Rồi, ok. Gì nữa nhỉ? Đấy là tam giác vuông tại A nha mấy người anh em. Đây là tam giác vuông tại A này. AB bằng A căn 3 này. BC thì bằng 2A này. Đường thẳng AC phẩy AC phẩy tạo với cái mặt mặt đứng đúng không? Một cái góc bằng 30 độ. AC phẩy là cái thằng đằng sau ấy anh em. Đấy. Góc 30 độ thì thôi, tầm này thì khỏi phân tích luôn. Cũng này 30 đúng không anh em? Đúng chưa anh em? Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho. Giải quyết nào nhỉ anh em nhỉ? Sao lại góc bế 30 bạn? Bắt được. À, tầng AC phẩy đây, với mặt đứng đây, chiếu thôi, chúng ta chiếu thôi đúng không? Phải không nhỉ? Phải góc đấy không nhỉ? Hay là góc khác nhỉ? Đâu, nó vuông được A vậy. À ừ, nhà nó Anh kẻ cái A cũng ngóc xuống vuông. BC. Đúng rồi, nó vuông tại A. Mẹ nhà nó, sorry sorry. Thế thì phải đổi lại góc quay, mẹ nhà nó. Cuộc sống. Từ từ để anh ngó xem nào. Cái thằng đằng sau bằng A phải không anh em? Hai mà 2 với 3 đúng không? Thì cái này đằng sau nó bằng A này. Như vậy nó hơi lệch về C rồi. Đúng không? Cho đúng anh em. Hơi lệch về C tí. Rồi ok đấy, ổn đấy, ổn đấy. Góc vàng này đúng không anh em? Chuẩn chưa? Gọi cái con này là con H đi.
Được không anh em? Ổn chưa? Ổn chưa các người anh em ơi? Ừ, 30 độ này. Ok, có vẻ ngọt rồi đấy. Nào, tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp anh em ơi. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp. Câu này theo anh em làm nào? Chắc chắc tìm đến chiều cao chứ. Cái nguyên tắc vẫn là thế này. Nguyên tắc vẫn là gì thôi anh em? Nguyên tắc vẫn là đầu tiên là anh em phải tìm cái quả tâm của gì? Tâm của đáy trước. Tâm của đáy trước thôi, đúng không? Tâm của đáy nhá. Thì anh em nhìn này, đáy của mình nó là tam giác vuông đúng không? Vậy thì tâm của đáy anh em phải dựng từ trung điểm của nó anh em dựng lên thôi, đúng không anh em? Đấy, dựng từ đúng trung điểm nha anh em, dựng nó lên. Ok không anh em ơi? Được không? Ở đấy thì lúc đấy nhá, lúc đấy cái tâm của cái khối này chắc chắn nó sẽ nằm trên cái đường màu đỏ của nợ này, được chưa anh em? Thì bây giờ anh em chỉ cần lấy thêm cái gì nữa là nó sẽ ra tâm thôi. Thì đây ngon rồi, lấy vào trung trung điểm điểm. của cái đấy Chính xác, đúng rồi đấy, anh em lấy vào trung điểm là xong rồi đấy. như là lấy 2 lần trung điểm. Thực ra thì dựng nó mang tính tương đối, thực ra nó là giao của hai đường, gọi là hai đường trung trực đi đấy, hai cái đường trung trực. Nhưng mà căn bản là khi mà mình dựng hình thì mình dựng nó theo cảm giác là nhiều đấy, cái phần này này dựng theo cảm giác là nhiều. Có nếu mà cái đấy mà tam giác thường ấy thì đấy là tam giác thường, em phải tìm tâm tâm ngoại tiêm giao của hai trung trực xong em dựng lên trung trực tâm ngoại tiêm hình vuông là rơi vào trung điểm của cạnh huyệt. Ừ đúng rồi, chính xác, nó là trung điểm cạnh huyệt em ạ. Chính xác, chính xác đấy. Thế xong. Ờ đến đây thì tính cái đoạn bán kính à? Bán kính mình tính theo cái đoạn nào cho nó hợp lý em nhỉ? Anh nghĩ là tính AC gọi phẩy. Gọi y đi, cái này là y đúng không? Ờ tính AC phẩy à? Không, ra CC phẩy. Ra CC phẩy. Thế sau đó à? Chỉ đôi ở ra đoạn kia. Đâu, phải bán kính nó phải đoạn đấy, bán kính nó là đoạn phải nối từ tâm đến một cái điểm bất kỳ nằm trên đấy. Nó phải nối đây này đúng không, ví dụ thế này, hiểu không, hiểu không? Đấy, hoặc nó phải nối đến một cái đoạn nào đấy BC thì đấy đúng không, kiểu kiểu thế đấy, có thể là đoạn IA hoặc là IB nhé em. Ok không đấy, đúng không? Thế bây giờ anh em mình thử nghiên cứu xem có cái hướng nào để anh em mình tính được mấy cái này không, thì vẫn tính C phải ngồi chia đôi ngồi mà cạnh dưới có rồi ấy. À đúng rồi, chính xác đấy. Ví dụ mình gọi cái điểm ở dưới đáy là biết điểm đâu. M đúng không? Đúng không? Thế cái này cái 30 độ cũng chẳng cần lắm. Có cần chứ, chắc là nó có cần để nó tính chiều cao đấy. Nếu không thì hoặc là nó kiểu nó tính cái CH hay cái gì đấy, C phải tính H AC đấy. Phải. Ờ đấy kiểu kiểu thế, đúng không? Ý tưởng thì cơ bản là nó vẫn đi tính cái con IB hoặc là IA nhá, đúng không? Đúng chưa? Thôi đúng rồi. Hay là mình tính IA đi. Mình tính IA nó chính là bằng căn bậc 2 của gì anh em? Căn bậc 2 của AM bình đúng không? Anh em công nhận không? AM bình cộng với cái gì anh em ơi? Cộng với IM bình có đúng không? Đúng không anh em? Đúng ạ. Thế cái con AM nhá, cái con AM ấy thì anh em sẽ đưa về thành là gì anh em? Nó chính là bằng BC trên 2 tất cả bình, đúng không anh em? Cộng với cái IM bình đúng không? IM bình thì như thằng Nam nói ấy, nó chính là CC phẩy kiểu vậy. Đúng không? Trên cho 2 tất cả bình, đúng chưa anh em? Đấy. Đấy, thế là thực ra là anh em đi tính hai cái đoạn đúng không, hoặc là anh em nghiên cứu là BC nó bằng bao nhiêu này để chắc nó cho thôi, và gì anh em, CC phải đâu, đúng chưa anh em? Ok chưa? Kịp không đấy anh em ơi, kịp không? Đấy, được chưa? Ngoài ra để quá trình tính toán nó thuận lợi hơn, anh em có thể sử dụng hệ thức lượng nhá. Hệ thức lượng ở đây là gì nào anh em? Đó là tam giác ABC đúng không? Con này vuông tại đâu anh em? Vuông tại A đúng không? Đường cao gì anh em? Ừ đấy, chính xác, anh em phải dùng thêm cái hệ thức lượng đó thì mới may ra có thể tính được một số cái đoạn như như CH này đúng không? Hay là cái gì đấy, hay là AH đúng không? Để nó phục vụ nó tính được cái con C'H trước, sau đó mới tính được C'C. Đấy. Ok cho anh em ơi. Next câu nhá. Ok. Ok. Câu này nào? 40 nào? À 40 khảo sát ngọt rồi nhỉ, con này có vẻ khảo sát ngon đấy. Mình đặt ẩn phụ đi, đúng không? Đặt ẩn phụ đi đúng không? Hay là làm nào đấy để cho nó khảo sát được con này cái nhỉ?
Rồi, đây là đồ thị của gì đây anh em ơi? Đây là đồ thị của f phẩy nha anh em nhé. Ok chưa? Đây là đồ thị của y bằng f phẩy x đấy. Ok không? Y bằng f phẩy x nhá. Thôi anh em đặt thôi. Đúng không? Anh em đặt thôi. Yeah. Đặt ẩn phụ để khai thác nó thôi. Anh em đặt t bằng gì anh em ơi? Đặt t bằng 2x đúng không? Đặt t bằng 2x thôi. Đúng chưa? Như vậy x nó bằng gì anh em? X nó chính là bằng t trên mấy? T trên 2. X bằng t trên 2 nhá. Đấy. Thế thì từ đây anh em có này. Để ta có ngay. Ta có gx đúng không? Đấy, gx nó chính bằng gì anh em? Chính bằng ft. Đúng chưa? Nó chính bằng ft. Cộng gì anh em? 4 4t đúng không? Có phải 4t không? Ừ, 4t nhá. Bây anh em đổi cận thôi. Nào, x của anh em chạy từ mấy đến mấy nhỉ? X của anh em chạy từ -1/2 đến mấy? Đến 1 đúng không? Thế thì t của anh em chạy từ mấy đến mấy? X nó chỉ bằng nửa t thôi. Trừ. Đúng không? À, là t nó bằng 2x đi. T bằng 2x thì nó chạy từ -1 đến mấy anh em nhỉ? Đến 2. Ờ, đấy đúng rồi. Nào thế thì bây giờ anh em đạo hàm xuống thôi, đúng không? Cái này anh để phải y đi, đúng không? Thế anh em có y phẩy này, chính bằng gì nào? Bằng f phẩy t đúng không? Cộng gì? Để lấy b sao? Sao để nhìn quen. Đấy, f phẩy t cộng 4 nha anh em. Rồi f phẩy t cộng 4 như vậy là cái đường cắt ngang là đường mấy anh em? Nào anh em giải cái con y phẩy bằng 0 này, y phẩy bằng 0 đúng không? Thì tương đương ở chính xác đấy, f phẩy t nó chính là bằng -4 đúng không? Vậy đường cắt ngang chính là đường -4 đấy gì? Đúng không? Đây. -4 là cái chỗ này đúng không anh em? Chuẩn chưa? Đó, anh em nhìn nó có mấy cực trị đây, nó có hai thôi, đúng không? Một phát vào chỗ này này. Một phát vào chỗ này này, nó chỉ có hai cực trị thôi. Như vậy bảng biến thiên của mình nó đi như sau nhé. Thứ nhất đó là t này. Âm vô cùng này. Điểm trên này như là âm âm 1 à, đúng không? Âm 1 này. Đây là âm 1 nhá, đây là 1 nhá, đây là 2 nhá, đây là 3. Đấy, thì nó sẽ có thêm một cực trị nữa là bằng 2. Đây là dương vô cùng, đúng không? Đây là y phẩy và đây là gì? Y đúng không? Hai vị trí này bằng 0 nhá. Trên cái vùng từ âm 1 đến 2 nhá, thì cái con f phẩy nó đang nằm ở bên trên con này. Thì lúc đấy nếu mà f phẩy nằm ở bên trên ấy thì f phẩy mà trừ đi âm 4 nó sẽ dương. Đúng không? Trừ đi âm 4 nó dương, như vậy cái khoang giữa là khoang dương này. Đây là hai khoang âm này, đúng không? Như vậy nó đi xuống này, lên này, xuống này. Đúng chưa? Đúng không anh em? Đúng ạ. Như vậy thì người ta yêu cầu là giá trị gì đây? Giá trị lớn nhất đúng không? Giá trị lớn nhất nó chính là y tại mấy anh em? Y2 đúng không? Như vậy max. Max nó chính là y2. Đúng không? Y2 nó chính là gì anh em? Y2 nó chính là f f2 đúng không? Cộng mấy anh em? Cộng 8 chính xác, f2 cộng 8. Xong. Y tại 2 nhưng mà y bằng này, y tại 2, sorry. Y tại 2. Đó. Như vậy nó là F2 cộng 8 YB. Được chưa anh em ơi? Ổn không? Ổn không? Dạ. Được chưa? Đấy. Làm tí nữa nhỉ? Úi dồi ôi, con này nhìn thể thấy con thể tích à. Ôi, làm sao rồi? Mày làm sao à? Mày nhìn mẹ đẹp lắm nhỉ? Cô lập nhỉ em ơi? Phải cô lập không? Cô lập đi xong làm tí điều kiện vào nữa cho nó ngọt nhỉ? Hợp lý không? Được không? Ừ, căn bản là con này nó sẽ vẽ trên vùng gì anh em? Không, à từ 1. Ừ. Con này nó sẽ vẽ trên cái vùng từ 1 đến dương vô cùng đúng không? Kiểu thế đúng không? Được. Ừ, ok đấy. Nào anh em, thôi anh em mình cứ điều kiện thì cứ để nói sau nhỉ. Để anh em mình cứ cô lập ra cái trước đi, xong bắt đầu tí mình thêm bồ thôi. Đúng không? Nhỉ, được không? Đấy, điều kiện trước nhá. Điều kiện ở đây thì mình có là x trừ 1 phải lớn hơn 0 này. Và cái thứ hai là mx trừ đi 15 cũng phải làm sao? Lớn hơn 0, đúng không? Như vậy thì sơ bộ nhá, thì chúng ta cũng mới chỉ có là x lớn hơn 1 và mx trừ đi 15 sẽ lớn hơn 0 thôi, đúng không? Kiểu kiểu vậy đã, đúng không? Cái điều kiện này thì tất nhiên là chưa có m thì nó vẫn chưa thể nào mà xác định được cụ thể đâu. Rồi, thế là mình sẽ cô lập nhỉ? Cô lập thì mình được bao nhiêu anh em? Cô lập được không? Hoặc là mình sẽ xử lý cái khối lượng loga này tí đi, được không? Ờ, cái loga căn 3 là bao nhiêu nhỉ? 3 mũ 1/2 em. 1/2. Ờ, 1/2 như vậy nó bằng bao nhiêu? À, nó chính là x trừ đi 1 bình phương, đúng không? X trừ 1 bình phương này thì bằng bao nhiêu luôn?
chuyển về luôn đi anh. Bằng mx trừ 15 đúng không? Kịp không? Đúng không nhỉ? Ok. Ổn không? Ổn không? Được. Ok, như vậy m nó bằng luôn này. Nó bằng là x trừ đi 1 tất cả bình phương này. Anh em mình cộng thêm 15 và chia cho gì nào? Chia cho x đúng không? Rồi. 18 đi anh em ơi, 18 thôi. 18 nhá anh em này. X mà đã lớn hơn 1 thì yên tâm cái mẫu này dương lòi ra nhá anh em nhá. Ổn không? Cái mẫu dương lòi luôn nhá, kệ nó. Chia thoải mái nha anh em. Được không anh em ơi? Cộng 15 này, đúng không? Trên cho bao nhiêu nhỉ? Trên cho x này. Rồi ok anh em bắt đầu là từ từ 1 đi. Được chưa? Đấy, kết thúc tầm 10 đây nhá. Đấy, bước nhảy để tầm 0,5 đi. Khảo sát sơ bộ đi tí nhá. Đấy. Rồi. Tại 1 nhá. Rồi tại 1 nó là 15 này anh em ơi. Tại 1 này nó là 15 này. Đấy. Sau đó nó làm sao đây, nó giảm dần à? Giảm đến 6 cho anh em ơi. Kịp không anh em ơi? Ok. Ok nhá. Nó giảm từ 15 này. Giảm về mấy? Giảm về 6 đúng không? Sau đó nó làm sao, nó tăng hết không? Tăng hết không? Tăng hết đi ạ. Tăng hết dương vô cùng luôn nhỉ? Đúng không? Rồi ok. Đấy. Rồi ok. Nhưng mà anh em quan sát một tí hộ anh tí này. Đấy nhá em nhìn này. Cái con đầu tiên là cái con từ từ. Phía sau này tăng hết không đấy? À tăng hết nhá. Ok ok. Tăng hết, tăng hết. Rồi. Anh em nhìn hộ anh cái con đầu tiên tí thôi. Cái con đầu tiên anh em có thấy là cái chỗ này nó là 1 không? X bằng 1 thì nó mới là 15 nhá. Thì anh em phải hiểu là nó là lim đấy nhá. Con 15 này là con 15 giả cầy nhá. Con này nó chỉ là con lim thôi. Mua đấy, nó phải bỏ đấy. Thôi bây check lại thì nhờ. Check lại thì anh em check tại cái vị trí số mấy nhờ. Cái này thì cái đường cắt ngang là đường M đúng không? Thì cắt vào giữa thì anh em lấy từ mấy nhờ? Từ 7 đúng không? 14 đến 7. 7 14. Đúng đúng đấy, hợp lý đấy, đúng không? Đó, anh em lấy là từ M là từ 7 này, đúng không? Đến bao nhiêu? Đến 14. Nhưng mà bây giờ để cho nó chắc hơn ấy, theo anh thì anh em mình vẫn vào mốt 1 để anh em mình ship xôn lại cái con này cái cho nó chắc cốp nhá. Đây anh em đưa về phân số này. Anh em bấm này. Loga cơ số này. Căn 3 này, đúng chưa? Của x trừ 1 này. Đấy, x trừ 1 nhá. Rồi anh em chuyển về sang luôn này, trừ đi loga cơ số 3 này. Đúng chưa? Của mx nhá. Của mx này, trừ đi 15 này. Mẫu số này là số 1 nha anh em. Mẫu số này là số 1. Anh em bấm kịp không? Tiếp đi. Ship show này, anh em để cho anh x bằng anh em để cho anh m bằng 7. M bằng 7 nhá. Rồi bằng cái này. Rồi quay lại cái con x, anh em để cho anh x tầm khoảng bằng 3 nhá. X tầm bằng 3 sau đó anh em bấm bằng nhá. X bằng 3 sau đó bấm bằng tại x nhá. Nhớ bấm bằng tại x đấy để cho nó giải x ra. Ra nghiệm đầu tiên cho anh em ơi. Rồi. Ok, nghiệm đầu tiên xong rồi, anh em bấm mũi tên sang trái này, bằng này. Đấy để lưu phương trình này. Anh em bấm x sao tô a để lưu nghiệm vừa rồi vào biến a này. Được chưa? Quay lại phương trình này, sửa cái số 1 ở bên dưới thành nhân tử là x trừ a nha anh em nhé. X trừ a, đúng không? Được chưa? Sau đó anh em ship xôn cho biến x nha anh em nhé. Ship xôn cho biến x. Đợi nó này. Xem nó ra nghĩa không phát, chờ đi nhé. Ồ, nó ra cái con số này. Chờ tí nhé, xem nào. Nếu mà nó ra số này là chứng tỏ là nó có khả năng nó hết nghiệm đấy. Khả năng nó hết nghiệm mất. À mà thôi em ơi, anh xin lỗi. Cái này có khi là mình chả cần làm này đâu. Mình làm này có lẽ là tại vì nếu mà mình ship xôn thì khả năng nó bị đớ nghiệm rồi. Chờ anh tí nhá. Để anh cho cái con x này nó bé đi tí nhá. Cho tầm 4 xem nào. 4 xem có nghiệm không. Nếu mà nó không giải được ấy. À đây nó ra nghiệm rồi đây này. 6,56 này. Ra chưa anh em ơi? Ra chưa? Alo, alo. Ra chưa? Sao không lại thẳng cái x của tức là mình mà chú x không? Thì đấy anh cũng đang định giải như thế cũng được, nhưng mà thôi mình ship xôn này được rồi. Ok chưa? Đúng rồi, ship xôn thôi được, ship xôn thôi được. Trong phòng thi thì cũng khó để có thể có thời gian mà ngồi check mấy cái đấy á. Ra nghiệm 6,56 nha anh em. Ra không anh em ơi? Ok. Bây giờ anh em ship xôn tiếp phát nữa cho anh tại m bằng 14 nha. Cho nó chắc cốt này. M bằng 14 nha. Đấy. Ok chưa? Cái A này không sao đâu, kệ nó. Con x này anh em cứ để bằng 6 này anh em bằng luôn được. 14,92 nha anh em nhá. Ok không? Được không anh em? Đấy. Bằng này. Anh em lấy x sao tô A này. Rồi, anh quay lại cái phương trình anh vừa muốn ship xôn luôn nhá. Cho x bằng 5 rồi thì cho nó giải để xem nó có giải được.
năm đơ rồi. Năm đơ rồi. Nhiệm năm đơ rồi. Úi rồi ôi. Nhiệm năm đơ rồi. Úi đơ lắm anh em ạ. Nếu mà giải lên trong phòng thi chắc chắn là máy tính của anh em nó còn chậm hơn của anh cơ. Tức là check 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 bằng thủ công cho nó đảm bảo. Mà nó. Đây, anh em check tại M bằng 14 đúng không? Đi nhá. Nếu mà M bằng 14 ấy, M bằng 14 thì ngay lập tức cái điều kiện này của mình sẽ viết lại một chút, đó là x sẽ lớn hơn 1 và 14x trừ 15 đúng không? Lớn hơn 0, đúng không anh em? Đúng chưa? Như vậy là x sẽ lớn hơn 1 và chỗ này là x sẽ lớn hơn bao nhiêu anh em? 15 phần 14 đúng không? Kịp không? Ổn không anh em ơi? Điều kiện xong chưa? Ok, nào anh em cho luôn, anh em cho luôn cái con m bằng 14 vào trong cái phương trình này này. Cái phương trình anh nghĩ là cái phương trình này ổn hơn này. Đấy, cái phương trình bậc 2 thôi này, đúng không? Đấy, thế anh em có là bao nhiêu nhỉ? Đấy. X thì bình phương này, đúng không? Trừ 2 mà trừ thêm 14 nữa là trừ 16 đúng không? Kịp không? Đấy, cộng 16 à? Còn không? Đúng không anh em? Chuẩn không? Chuẩn không anh em ơi? Chuẩn không? Chuẩn. Ok rồi anh em thử giải xem nào. Thử giải xem nào. 1, 9, 2, 2 xem nào. 1 này, trừ 16 này. 16 này. Nó nghiệm là 8 cộng 4 căn 3 nhé. Thì nghiệm này chắc chắn là thỏa mãn rồi này. Nghiệm thứ 2, 8 trừ 4 căn 3 là 1,07. 1,07 thì có lớn hơn 15 phần 14 không anh em? 1,07 lớn hơn rồi đúng không? Lớn hơn đúng không? Ok, cái con này nó chỉ được có bao nhiêu thôi anh em? Nó chỉ được có 1,0714 thôi. Nói chung là nó lớn hơn bé lớn hơn. 1,0717 đúng không? Thế là thỏa mãn chưa? Đấy, thỏa mãn rồi đúng không? Thế là check như vậy là ngon rồi. Đấy. Rồi, chốt đi anh em ơi. Từ 7 đến 14 là có bao nhiêu con? 8 con đúng không? Ừ, 8 con, ok, xích luôn. Đấy, tốt nhất là check lại anh em nhé. Check lại tại hai biên là được rồi. Hầu như là chỉ cần thế thôi. Còn anh em có thời gian ngồi check full thì ngon quá. Để đảm bảo không có sai luôn. Nào, muốn bạn, ui câu này dễ chưa? Câu này dễ không nhỉ? Dễ không? Dễ. Câu này thì ẩn phụ tí là con đằng sau nhỉ? Đúng không? Đúng chưa? Ẩn phụ phát xong rồi từng phần đúng không? Đúng chưa? Rồi anh em suy nghĩ câu 44 tí nhá. Đi vệ sinh cái xong rồi lên chữa tiếp. Chờ tí nhá. Làm đi, làm đi. Làm con 43 ạ. Anh em đang làm câu nào ấy nhỉ? 43. 43 gì? 43 thì thôi, câu 43 chữa luôn. 43 thì ngon này. 43 thì khó đâu. 43 thì đặt ẩn phụ tí, xong từng phần cái này. Anh em mình tính tiền ngay. 43 mới được 86 thôi, sức của anh em bây giờ phải kéo 9 cơ mà. Lo cái gì nào, cơ câu này nhá.
Câu này y của chúng ta bằng là tích phân từ 0 đến 1 đúng không? Của x nhân với f phải tác động vào 2x đúng không? Đấy, dx nhá. Anh em đặt quả ẩn phụ đi, đúng không? Đặt luôn t bằng gì anh em? Ờ, đúng không? Đấy, dt nhá, thì chính là bằng 2 lần của dx đúng không? Đấy, đổi cận này. Đúng không? X chạy từ 0 đến 1 đúng không? Thế thì t của anh em nó về từ 0 đến 2 đúng không? Được chưa? Như vậy con y của anh em này, cái này có khi phải rút thêm tí nữa này. Từ đây rút rút ra, x nó chính là bằng t trên 2 đi. Đấy. Rồi như vậy là y của anh em nhá, nó viết lại một tí này, nó đang tích phân từ 0 đến 2 này. Đúng không? Con x thì viết thành là con t trên 2 này. Đúng không? T trên 2 nhá, nhân với f phẩy này, tác động vào t này, đúng không? Dx đúng không? Dx thì nó bằng gì anh em? Dx thì bằng dt trên 2 tiếp đúng không? Đấy, dt trên 2 nhá, đúng không? Như vậy con này chính là bằng 1/4 tích phân từ 0 đến 2 đúng không? Của gì nào? Của x nhân f phẩy x và dx, có đúng không anh em? Chuẩn chưa? Được rồi, đến đây thì anh em dùng công thức gì thôi? Từng phần à? Từng phần à hay là như nào? Đến đây dùng từng phần được không anh em? Ừ. Nhưng mà nó lại cho cái diện tích để làm cái gì? Ừ, cho cái diện tích tô đậm này anh em. Để tính fx từ 0 đến 2. Ừ. Có vẻ hợp lý ấy nhỉ? Ừ, được. Thế thì tích phân từ 0 đến 2. Tích phân từ 0 đến 2 à? Thế thì con này nhưng mà con này nó hướng trị em ơi. Tại vì căn bản là diện tích của con này nó sẽ đảo dấu khi đi qua cái chỗ điểm 1 kia kìa, đúng không? Nhưng mà thôi chẳng chả làm sao đâu nhỉ, đúng không? Thế còn cái tích phân từ 0 đến 1. À. Rồi, ok, nó cho cái này này. Nó cho cái của nợ này này, nó cho cái của nợ này là mình xử được chưa? Đấy, tích phân từ âm 1 đến 0 nó cho bố còn đâu nữa đúng không? Đúng không anh em? Thế cái đường thẳng này anh em viết cho tôi cái phương trình đường thẳng đi. Phải phải có phương trình đường thẳng này thì mới ốp thêm cái dữ kiện này được. Cái đường thẳng này có phương trình là gì nhỉ? Y bằng gì anh em? Y bằng 2x cộng 1. Ừ, 2x cộng 1 đúng không? Hợp lý đấy nhỉ? Y bằng 2x cộng 1 đấy, chính xác đấy, có vẻ ổn đấy. Y bằng 2x cộng 1, chính xác rồi đấy, y bằng 2x cộng 1 nhá. Thế thì bây giờ này, cái vùng này anh gọi là con SC1 nhá, được không? Cái vùng này gọi là con SC2 nhá, kịp không? SC1 ấy, nó chính là bằng cái của nợ gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Tích phân từ trừ 1 đến 0 này, đúng không? Đúng chưa? Ừ, đúng rồi, fx, đúng rồi đấy. Trừ đi. Trừ đi. Ừ, đúng rồi, 2x cộng 1 đúng không? Đúng chưa? Đấy, dx nhá. Đúng không? Đó. Rồi, thế con này bằng này. Con này theo định theo cái tính chất tích phân thì tách bà nó ra là xong đúng không? Nó chính là tích phân từ trừ 1 đến 0 của fx dx. Đúng chưa? Đấy, trừ đi tích phân từ trừ 1 đến 0 của 2x cộng 1 dx. Đó á. Thế cái con này bằng tiếp này. Đấy, 5/12 đúng không? Trừ đi. Con này phải lấy cái con đằng sau bấm vào đã. Không ấy. Bằng không này em? Không. Ờ thì bằng 5/12 luôn. Rồi, ok nhá. Như vậy là SC1 bằng 5/12. Được chưa? SC1 bằng 5/12. Thế nhưng mà diện tích toàn phần thì là bằng 37/12, đúng không? Vậy chứng tỏ SC2 phải bằng bao nhiêu? Bằng 37/12 trừ đi thôi. Trừ đi 5/12 thôi. Đúng không nhau? Ờ thì là 8/3 đúng không? Có đúng không? Nhưng mà thực chất là S2 phải bằng là -8/3 đấy. Đúng không? -8/3 đấy nha. Đấy, bởi vì là nếu mà mình vẫn cố tình mình lấy thôi mình cứ để 8/3 thì cũng được. Đấy, bởi vì nếu mà mình lấy F mà mình trừ đi D nhá thì nó sẽ âm, bởi vì là F nó nằm ở dưới D, đúng không? Đúng ạ. Như vậy thì con này khả năng là mình sẽ viết này đi. SC2 này. Đấy, cái này viết cẩn thận tí nha, không là tèo này. SC2 bằng cái gì nào? SC2 bằng cái gì anh em? Bằng là tích phân từ mấy đến mấy đây? Từ 0 đến 2 chưa?
đúng chưa? Đấy, của gì đây? Nếu mà anh em lấy là fx trừ đi nó sẽ âm mất. Đấy, thôi cứ lấy fx trừ đi. Nhà anh em cứ lấy đi. Fx trừ đi đúng không? Fx trừ đi 2x cộng 1 nhá, đúng chưa? Đấy, dx nhá. Đấy, thì con này nó phải bằng là âm 8 phần 3 đấy nha. Kịp không anh em ơi? Nó phải bằng âm đấy, tại vì anh em lấy con f nó ở dưới và anh em trừ con dưới trừ con trên nó âm đấy nhá. Đấy, từ đó anh em rút hộ anh cái con tích phân từ 0 đến 2 của fx dx bằng mấy nào? Rút hộ phát nha anh em. Mười phần ba. 10 phần 3, ok em, đúng rồi đấy, chính xác đấy, 10 phần 3. Chuyển về sang thôi đúng không? Đúng rồi, ok, rồi, thank you em. Đấy, thì đến đấy xong chưa? Hả? Anh em nhìn đến đây là xong chưa? Chắc chắn là phải xong cái con của nợ y này rồi đúng không? Nào tiếp tục, bây giờ xử tiếp con y này. Con này đặt thôi đúng không? Con này đặt u bằng cái gì anh em? Đặt u bằng x đúng không? DV bằng gì anh em? F phải x, dx này, đúng chưa? Như vậy du này có phải bằng dx không? Đúng chưa? Còn v bằng gì anh em? Fx đúng không? Như vậy là y của mình bằng này 1 phần 4 là hệ số bên ngoài nhá. Đấy, cố gắng không quên. Nhân chéo uv này thì được là xfx luôn. Đúng chưa? Xfx thế cận từ mấy đến mấy nhỉ? Từ 0 đến 2 đúng không? Trừ đi này, mở tích phân ra này đúng không? Của fx dx này. Kịch phải là fx dx cận từ 0 đến 2. Đóng vuông này bằng. Rồi, nếu mà thay số 0 vào nha anh em thì nó sẽ mất luôn cái thành phần này. Vậy nếu thay 2 vào thì được bao nhiêu anh em? Thay 2 vào thì được bao nhiêu? 1 phần 4 nhân cái gì anh em? 2 lần F2 có đúng không anh em? Đúng chưa? Trừ đi 10 phần 3. Đó. Tuy nhiên là cái con F2 bằng bao nhiêu anh em nhìn lên đồ thị này? 5. F2 bằng 5 đúng không? Xong. Đấy, F2 bằng 5 nhá. Vậy anh em có ngay 1 phần 4 này. 2 nhân 5 này. Trừ đi 10 phần 3 này. Nào. Tính anh em ơi. Phổ hộ anh phát. 1 phần 4 này. Nhân với 10 này. Trừ đi 10 chia 3 này. 5 phần 3. 5 phần 3 à? 5 phần 3 à em? Vâng. Ồ thế thì có lỗi à? Thế lỗi đâu à? Check lại đi xem nào. Hay là có lỗi dấu không nhỉ? Cái này bằng 5 phần 3 đúng không? 5 phần 3. Check lại tí xem có lỗi dấu không? Hay là mình lỗi dấu nhỉ? Hay là cái diện tích tôn đậm này 37 phần 12 thì tôi ngẫm lại xem nào. Ừ. 5 phần 12 này. 5 phần 12 trừ đi trừ 8 phần 3 bằng diện tích tôn đậm là đúng rồi. Thì SC2 nó phải bằng trừ 8 phần 3 đúng rồi. Đúng rồi đấy anh em, trừ 8 phần 3 nhé. Trừ 8 phần 3 này. Cộng thêm tích phân của 2 cộng 1 đúng không? Cộng thêm tích phân của 2 cộng 1, tích phân từ 0 đến 2 bằng này. 10 phần 3 chuẩn rồi. Thằng Nam tính chuẩn rồi. 10 phần 3 đúng không, còn gì nữa, đúng không? Cái số này mình tính có đúng không nhỉ? X bằng T trên 2. Đúng rồi. Dx bằng đúng không? Thì hai con này cấp ra 1 phần 4 đúng rồi. Quả luôn, thấy sai đâu nhỉ? 1 phần 4 nhân với F2 bằng 5 đúng không? Đúng rồi, F2 bằng 5, chính xác. Ừ. Không biết sai đâu nữa. Đấy, anh mở cái phần đáp đằng sau xem nào. Xem này có đáp này. Câu 43 đúng không? Câu 43 đâu rồi? Không có đáp à? Mở lại xem nào, hay là mình sai đâu nhỉ? Ở đây 10 phần 3 thôi. Đây. Nó không nhân 1 phần 4, nó quên nhân. Quên nhân á? Phải có 1 phần 4 thì anh phải đưa nhân. Ui, nó làm sai bố rồi, đúng rồi, thế nó có nhân 1 phần 4 đâu. Có đúng không? Đúng nhỉ? Từ từ xem nào. Ui, nó làm sai rồi còn gì nữa, 1 phần 4 đâu.
Ui giời. Ui giời. Đây này, 1 phần 4 đây này. Có thấy 1 phần 4 đây không mấy đứa ơi? Thấy không? Nhưng mà ở dưới này không có. Thôi nha, nó làm sai nhá. Được chơi anh em. Ok chưa? Bỏ quá anh mình. Được chơi anh em ơi, ổn không? Ổn không? À nhìn nó. Được chơi anh em ơi. Được. Ok, giỏi rồi. Nào thôi, không không xem giải cái đoạn đằng sau. Mình chỉ xem cái câu nào bì toi. Mà nhìn nó không nhân cái 1 phần 4. Bảo sao lạ thế. Nào tiếp tục. Đấy, sợ đấy. Chán đời. Nào, 44 đi anh em. 8,8 đấy, cố lên. Khó. Khó không? Nào câu dưới đi, trước đi. Từ từ để anh xem nào. Cái câu 44 nhá, Z1 và Z2 này. Z1, Z2 cùng thuộc đường tròn này em ơi. Ngọt rồi, câu này làm được chứ. Ngọt, câu này ngọt đấy, anh hướng dẫn bọn em này. Câu này có quay đâu. Đúng không? Rồi rồi, để anh xem. Con này cứ bình tĩnh, có cái gì đâu, bình tĩnh thôi. Gặp mấy câu cực trị số phước này, bọn em cứ bình tĩnh này, khi em giải được thì mà. Tí mình ngâm kiểu cách giải của nó xem có hay không nhá. Còn mình cứ làm theo kiểu bình thường thôi. Này, em có thấy là Z1 và Z2 cùng thuộc đường tròn không? Dữ kiện này này, thấy chưa? Đấy, thì Z1 nhá và Z2 nhá, nó cùng thuộc. Đúng chưa? Đường tròn đúng không? Đúng chưa? Có cái tâm là bao nhiêu anh em? Tâm YZ này, đúng không? Tọa độ bao nhiêu anh em ơi? 62 chưa? Có đúng không? Đúng ạ. Và cái bán kính nhá. Bán kính là đây là R bằng mấy anh em? Bán kính bằng mấy? Bằng 5. Kịp không anh em ơi? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Ổn không? Ổn không? Alo? Ok. Ừ. Đến đây thì bắt đầu mình cố định Z1 đi, đúng không? Mình cố định Z1, sau đó là mình xử lý Z2 đi nhỉ? Hợp lý không nhỉ? Cố định Z1 xong xử lý Z2. À không, nhưng mà đối với cái con đằng sau thì nó có quy tích không nhỉ? Từ từ xem nào. Con đằng sau ấy liệu nó có quy tích gì đặc biệt không? Z1 trừ 3 bình cộng Z2 trừ 3 bình bằng Z1 trừ Z2 bình. Z1 trừ 3 bình. Z1 trừ Z2. Anh em ơi, cái con này anh nhìn cái con này có khi mình đặt bố một cái ẩn phụ ở đây để nó khử cái khối lượng này nhìn nó ổn hơn. Nhờ. Đặt thành cái gì rồi? Đây này, khả năng là mình làm này đi. Khả năng thôi nhá, khả năng là bọn em làm này nó sẽ ổn hơn. Tức là bọn em sẽ đặt. Căn bản là nếu mà mình để này trông nó hơi cù lần. Mình làm này đi. Mình viết này nhá. Ví dụ người ta đang cho mình là Z1 đúng không? Trừ 6 thì em tách thành là Z1 trừ 3 đi. Z1 trừ 3 này. Đấy, đúng không? Đấy, đúng chưa? Trừ đi mở ngoặc này. 3 cộng 2y em hiểu không? Đấy. Hiểu không? Đấy. Z2 trừ 3 này. Đúng không? Trừ đi 3 cộng 2y cho anh, đúng không? Kịp không? Đấy, cái này bằng 5. Đấy, thì từ đó mình sẽ suy ra là Z1 trừ 3 và Z2 trừ 3 cùng thuộc đúng không? Đúng chưa? Cùng thuộc đường tròn đúng không? Đấy, tâm bao nhiêu đây? Cùng thuộc đường tròn có cái tâm là mấy thôi? Tâm là 32 đúng không? Đấy, và cái R của nó bằng 5. Đúng không? Đúng ạ. Thì cái Z1 trừ 3 thì em có thể đặt là bằng con U này. Có thể em đặt là bằng con V đúng không? Đấy, như vậy thì em có ngay đó là gì nào? Đó là modul của U đúng không? Modul của U bình phương cộng modul của V bình phương đúng không? Thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng cái con modul của U trừ đi V đúng không? Đúng chưa? Bình phương. Đấy, thế thì ở đây là OA này, đúng không? Đây là OB này, thì cái này có phải chính là bằng AB không? Đúng chưa? Vậy thì theo Pythagore đúng chưa? Đúng chưa? Thì ngay lập tức mình có ngay góc AOB có phải bằng 90 độ không? Đúng chưa? Đúng không? OA bình cộng với OB bình thì chả bằng AB bình à? Đây chả là Pythagore còn gì nữa cái thằng kia. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Mấy anh em công nhận không? Chuẩn chưa? Đấy, như vậy là theo Pythagore thì cái góc AOB bằng 90. Vậy thì chứng tỏ độ lệch pha giữa hai con này bằng 90 độ gì? Có đúng không? Ừ. Ừ.
Đúng không? Rồi như vậy thì tham số hóa ngay. Nếu mà độ lệch pha bằng 90 nhá. Đúng chưa? Nếu mà độ lệch pha bằng 90 thì tham số hóa ngay. Nào Z1 trừ đi 3 ấy. Đúng chưa? Z1 trừ 3 thực chất nó chính là con gì? Chính là con U. Đúng không? Tham số này. Nào X bằng này. Tâm là 32 nha. Đây anh em nhìn vào đây tham số hóa một phát xong luôn này. Tâm 32 bán kính bằng 5 nhá. Đấy anh em tham khảo cái chi tiết đấy nhá. Thì X của chúng ta ấy nó chính bằng bao nhiêu? X nó chính là bằng gì nào? Bằng 3 cộng 5 cos phi. Kịp không? Đúng chưa? Y nó chính là bằng 2 cộng với lại 5 sin phi. Đúng chưa? Đấy, thế còn Z2 anh em trừ cho 3 có phải nó chính là con V không? Đúng chưa? Đúng ạ. Thì X nó bằng bao nhiêu? 3 cộng 5 cos của phi cộng gì? Bi trên mấy? Bi trên 2 đúng không? Và Y nó bằng gì nào? 2 cộng với 5 nhân sin của gì? Phi cộng bi trên 2 đúng không? Đúng chưa anh em? Thế cần cái trừ 3 đồ. Cái gì cơ? Từ từ nói đi, cái gì? Cứ nói đi, nói đi. X, cái công thức của X nếu là tham số à? Ừ. X bằng cái con tâm cộng với bán kính nhân cos phi. Tâm cộng bán kính cos phi. Ừ, tâm cộng bán kính sin phi. Thế là đây là x của cái con z1 trừ 3 luôn à? Cả cái con z1 trừ 3. Ừ đúng rồi, x của cả con z1 trừ 3 đấy. Chính xác, x của cả con z1 trừ 3. Đúng không anh em? Ok không? Ok. Ừ, đấy. Rồi, khi đến đây nhá. Đến đây anh em xử lý lại con P tí này xong em hãng thế vào. Đúng không? Xử lý con P tí xong hãng thế vào nhá. P bằng bao nhiêu? P nhá bằng là Z1 cộng Z2 đúng không? Trừ đi 3 đúng không? Đấy, thế thì P nó bằng mô đun của Z1 cộng Z2 trừ cho 3 đúng không? Nào, thế thì có phải nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng U không? U không? Cộng với V không? Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà lấy U cộng V ấy, thì nó lòi ra mấy anh em? Lòi ra âm 6 đúng không? Như vậy phải làm sao? Phải cộng 6 cái gì? Kịp không? Đúng không? Đây nhá. Z1 cộng Z2 thì chả là lấy U cộng V đúng không? À vâng đúng rồi. Đúng không? Ờ Z1 cộng Z2 thì là lấy U cộng V. Nhưng mà khi lấy U cộng V nó sẽ lòi ra âm 6. Vậy để xử được con âm 6 thì mình phải cộng bù 6 lại. Đúng không? Đó như vậy nó chính là U cộng V đúng không? Và trừ mấy anh em? À, cộng 3 đúng không? Kịp không? Được chưa? Thế bây giờ có U có V chưa? Đây, UV đây rồi. Đây này, UV đây rồi này, đúng không? Đấy, nào anh em tính mô đun trước nhá. Nào đầu tiên này. Bằng này, nào căn bậc 2 nhá. Trên anh em ngó cho tôi phần thực này. Phần thực nhá, phần thực thì đây tôi chỉ quan tâm đến cái con này này. Con này này, đúng không? Đấy là phần thực nhá, và cái con gì nữa? Cộng 3 nữa. Ờ đấy, đúng không? Như vậy thì phần thực nhá. Nào, cộng vào nhau thì anh em được mấy nào? Nhá. 6. 6 này cộng thêm 3 nữa là mấy? 9 đúng không? 9 đúng không? Rồi cộng bao nhiêu nào? Cộng 5 cos gì? 5 cos phi cộng 5 cos gì? Phi cộng bi trên 2, đúng chưa? Đây có phải là phần thực không? Kịp không anh em ơi? Ừ rồi, bây giờ đến phần ảo nhá. Phần ảo thì ngon rồi, đúng không? Nào 2 cộng 2 bằng mấy rồi? 4 đúng không? 7. Ừ. 4 thôi, 4 thôi. 4 thôi, cộng với 5 gì? 5 sin phi đúng không? Cộng với 5 sin của phi cộng thêm bi trên mấy? Bi trên 2 đúng không? Rồi anh em bình phương hộ phát nha. Đấy, được chưa anh em? Đấy anh em vào trong mốt 8 em chạy hàm này, bắt đầu là không, kết thúc là bằng pi, bước nhảy là pi trên 36 nha. Đấy là vùng 1 được chưa? Thế còn vùng 2 này yêu cầu gì ạ? Nó yêu cầu là lớn nhất nha, lớn nhất. Sao? Được, chắc là trong khoảng 9 cộng 5 cốt x này, cộng với 5 cốt của x cộng với lại bi trên 2. Ra tầm 16 rồi ạ. Bao nhiêu? Ra tầm 16 rồi. Ra tận 16 cơ. Khai căn trên bờ đồ. Khai căn rồi ạ. Chờ chút để check thử xem nào. Xem có ổn không? Nếu mà không ổn thì chứng tỏ là mình làm lỗi thôi. Tìm môn lớn nhất của cái này ạ, anh hiểu. Ừ, ở trong mút 8 em vào trong mút 8 nhập cái hàm này vào.
Nghe con đầu tiên đã 16 phần mấy vậy ạ? Nghe con đầu tiên đã 16 phần mấy à? Thế thì hay là cái phần thêm bớt này có vấn đề nhỉ? Ajinomoto. Từ từ để Không mang gì Từ từ để đánh xem cái phần thêm bớt này có vấn đề không nhá. Nếu mà mình lấy U cộng V thì nó là Z1 cộng Z2. à, anh hiểu rồi. Ôi. À, đúng rồi, đúng rồi. Không. Từ từ để anh xem lại cái này phát xem nào. Xem hay mình có tính sai không nhỉ? Z1 cộng Z2 U cộng V bằng là trừ 9 chứ, trừ 6 chứ. U cộng V à? Thì nó bằng trừ 6 đúng rồi. Trừ 6 kia ra kia trừ 9 chứ, sai cộng 3. Cộng 3 đúng rồi. Bây giờ mày thêm một cái trừ 3 vào để thành cái tiếp một thành U xong rồi mày thêm 3 vào đúng không? À từ từ. Từ từ nhá, từ từ nhá. Anh em đợi đợi tôi chút nhá. Tôi nghĩ là không biết là có khả năng nhầm dấu đoạn này hay không nhá. Chờ tí nhá. Bây giờ anh em nhìn này. Z1 cộng với Z2 trừ cho 3. Thì anh em nhìn nhá. Z1 ấy có phải là chính là bằng U cộng 3 không? Đúng chưa? Z2 có phải bằng là V cộng 3 không? Đúng không? Và trừ cho 3 ở cuối đúng không? Như vậy nó chính là bằng U cộng với V cộng 3 đúng không? Đúng rồi, U cộng V cộng 3. Nó thấy chuẩn mà, nhỉ? Chuẩn đấy, có vẻ là không 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 sai đâu. Có vẻ là không sai. Thế thì từ từ nhá. Từ để anh xem lại tâm của nó nào. Tâm nhá, tâm. Trừ 6 này, Z1 trừ 3 đúng không? Z1 trừ 3 như vậy tâm 32 đúng rồi. Bán kính bằng 5. Đúng rồi, tâm 32 nhá, bán kính bằng 5 đúng rồi. Độ lệch pha giữa hai con này là pi trên 2. Đúng luôn. Kể cả cộng pi trên 2 là trừ pi trên 2 nó không ảnh hưởng đâu em ạ. Cộng hay trừ nó không ảnh hưởng đâu. Giá trị lớn nhất của P á. Má mình tính lên tận 16 cơ à. Anh từ vốn rồi em sợ bấm sai không lắm đấy cũng chắc là được. Anh đang thử trừ bi trên 2 xem là nó có được không. Trừ bi trên 2 thực ra là nó vẫn thế, chả ảnh hưởng quá gì. Ơ từ từ, trừ bi trên 2 nó chỉ lên được đến có 14 thôi anh em ạ. 14 phẩy mấy thôi. Ơ nhưng mà nếu mà 14 phẩy mấy thì nó vẫn ao anh em, vẫn ao. Từ từ nhá xem nào. Từ từ mình tính lại cái phần thực nhé. Phần thực chỗ này là 3 này, cộng với 3 là 6 này. 6 mà cộng tiếp với 3 nữa thì bằng bằng 9 đúng không? Bằng 9 đúng rồi, 9 cộng 5 cos phi cộng 5 cos của x cộng pi trên 2 tất cả bình phương đúng rồi. Phần ảo nó sẽ là 4 này cộng 5 sin phi này cộng với 5 sin của x cộng pi trên 2 bình phương. Ok đúng rồi. Ô tên lỗi rồi. Từ từ anh ơi, anh hiểu. Ơi. Anh thôi. Cái này đúng không nhỉ? Đúng rồi gì nhá, đúng không? OA bình cộng OB bình. Z1 trừ Z2. Z1 trừ Z2 nó chẳng là AB bình à, đúng không? Phải không? Có đúng không mà? Dạ. Thế chứng tỏ là hay là mình làm lỗi đầu bà rồi. Cũng có khả năng là mình làm lỗi đâu mất tiêu rồi. Ừ, để anh xem cái Em phải phần. thích lại cái đoạn UV thì U bình cộng V bình. À, cái module của U nó chính là cái độ dài của vector OA đấy. Hình dung không? Nếu mà em chọn U nó là điểm A đúng không? Thì module của U nó chính là độ dài đoạn thẳng OA đúng không? Còn bình phương lên thì nó là bình bên ngoài thôi, hình dung không? Module có phải chính là độ dài đoạn thẳng không? Hình dung không? Vâng. Ừ đấy thì ví dụ module của V bình là chính là độ dài đoạn thẳng OB bình phương thôi. Chuẩn chưa người anh em? Kịp không? Đấy. Thế còn U trừ V thì nó như kiểu vector nó trừ cho nhau anh như kiểu là vector OA mà trừ đi vector OB đấy, đúng Em không? tưởng chỗ kia phải là U cộng 3 tất cả bình, mô đun U cộng 3 bình cộng mô đun V cộng 3 bình. Đâu đâu cái nào cơ? Cái chỗ này á? Vâng. Không, mình đặt U bằng Z1 trừ 3 mà.
đặt u bằng z 1 trừ 3 thì cái này nó là mô đun của u bình chứ bà đồ, đúng chưa? Ok. Ok, chẳng rồi này, chẳng rồi. Mẹ hào hào hán đấy nhở, để anh xem nào. Cày. Cày vẽ trường. Xem nào. Có bao nhiêu nhở? Hơn 4. À, nó cùng 4 nào. Ui dồi, cái gì đấy? Bỏ anh ạ, bỏ. Từ chối hiểu. Cái này nó cũng dễ thôi, nó cũng không có gì, nhưng mà đánh xem nào, chờ đi. Xem một này. A và B thuộc đường tròn tâm Y, đúng rồi, tâm 62, đúng rồi, bán kính bằng 5, cái này dễ rồi này. Ừ, tam giác ABK vuông tại K, đúng rồi. Tam giác ABK vuông tại K, đúng rồi, chuẩn. Với K30 gọi M là trung điểm của AB. G là điểm đối xứng với K qua M. Cho công thức đường trung tuyến thì Y mà bình. Ok, cái này thì dễ, không có gì. Y mà bình là bằng YK bình cộng với YG bình trừ y mà bình trừ kz bình trên 4. Ờ đúng rồi, trừ kz bình trên 4. Ờ cái này liệu có vấn đề gì không nhỉ? A và B thuộc đường tròn tâm C. Đường tròn C tâm Y 62. Bán kính là bằng 5. Tam giác ABK vuông tại K. Không có gì sai. Với K30 đúng chính xác, với K30 ở gọi M là trung điểm của AB rồi, cái này cũng không sai. Như vậy là từ từ nhé, cái này không biết là nó có cái vấn đề gì nghiêm trọng hay không, nhưng mà căn bản là khi mình tính ra nó lên tận mười mười mấy cơ. Để anh xem lại cái phần giải của nó xem. Nhưng mà cái mình giải này thì cái mình giải liệu liệu có sai không nhỉ? Có khi là không, cái phần giải chắc là không sai đâu. Nếu mà cái AOB bằng 90 độ này thì chắc không sai đâu. Rồi để về anh sẽ viết lại cái này. Đến đây thực ra là cái ý tưởng của nó cũng giống của mình, nhưng mà nó cũng chẳng khác gì đâu. Cái đoạn này này nó như như nhau thôi, cái này với cái này của nó như nhau thôi, chẳng qua mình đặt ẩn phụ thì nó sẽ khác đi một tí. Còn cái việc về phía sau ấy, nó khác nhau, là khác nhau cái cách xử lý đoạn cuối ấy. Hại não, hại não. Thôi, cái đấy để đọc sau đi, nhìn có vẻ là mệt não lắm. Xem tiếp tí nữa đi anh em. Ui rồi, nhìn. Nhìn. Hại não quá, hại não quá. Tí về đọc đọc cái đấy xem. Xem nó có cái gì hay hay không thì anh sẽ chạy tìm anh chế cho bọn mày mấy cái chiêu. Úi dồi ôi. Bỏ, bỏ cô 45 đi. Tiếp. Khó. Cô 46 này nhìn cũng kinh tởm, bỏ bố ra. 47 đi. 47 à? 47 làm được, 47 dễ, đúng không? Thằng nào bảo là không dễ này thôi đấy. 47 có dễ không? Chia cả hai vế cho x xong bắt đầu đưa về dạng cơ bản đấy, đúng không? À, chia cho trừ x thì đúng hơn. À, rồi. Chia cả hai vế cho trừ x đưa về cái dạng hôm qua học ấy, còn nhớ không? Cái dạng g nhỏ ấy, đấy. Đấy chưa? Thực ra là trong phòng thi là không không có cái cơ hội là ngồi nghĩ ra được xem mà nó nhân với con nào đâu, nên là thôi cứ làm kiểu đấy cho nhanh nhá, được chưa? Ok không?
Xong rồi là xong bắt đầu tính nguyên hàm của g nhỏ a chính là bằng nguyên hàm của chữ x trên em cộng mũ mũ cái em mũ một này. em mũ con đấy lên đúng không? Với chữ này. Chơi câu mấy? 47 á? Ôi, con này dễ nhạc anh đây, chơi anh xem. Cái kiểu này thì dễ rồi, bây giờ thi chắc quá ai cho dạng này nữa. Nhưng mà thôi, nó cũng làm cái tư duy gì đấy. Sau này lên đại học thì kiểu gì chả phải học cái này. Đây, đầu tiên là mình sẽ chia cả hai vế cho con gì nào? Chia cả hai vế cho con chữ x nhá, ok không? Như vậy là mình sẽ được là f phẩy x này. Đúng chưa? Trừ đi x cộng 1 này. Đúng không? Trên cho chữ x này, đúng không? Thì nó bằng là gì đây? Bằng em mũ x này, đúng không? Trên cho à đây là fx đấy chứ. Đúng không? Em mũ x trên cho chữ x đúng không? Trừ. Ổn không anh em ơi? Alo. Tiếp đi. Rồi, ok, đấy thì đây thì mình có cái con g nhỏ x này, đấy, g nhỏ x nó chính là bằng gì thôi. À từ từ cái chỗ này dấu má để anh xem lại cái dấu đoạn này một tí nhá, cái này nó phải là trừ ở đây chứ, đúng không? Đúng chưa? Như vậy gx của mình nó chính là bằng x cộng 1 trên x đúng không? Như vậy nó có phải là bằng 1 cộng với lại 1 trên x không? Đúng không? Đó, như vậy là g lớn x nhá thì nó bằng gì? Nó chính là bằng 1 đúng không? Đấy, 1 nó chính là x đi, đúng không? 1 nó chính là x này. Đúng chưa? Cộng với gì anh em? Cộng với lên x chưa? Có đúng không? Như vậy là e mũ g lớn x nhá, đúng không? Thì nó chính là bằng gì nào? Nó chính là bằng e mũ x đúng không? Đấy, cộng với lại lên x đúng không? Như vậy nó chính là bằng gì anh em? Nó chính là bằng x đúng không? X đấy, nhân với e mũ x đúng không? Như vậy mình sẽ nhân cả hai vế này, nhân cả hai vế con này với x và e mũ x nhá. Như vậy mình được này, x e mũ x này, f phải x này, được chưa? Trừ đi hai con x này triệt tiêu rồi đúng không? Như vậy nó chỉ còn là x cộng 1 này nhân với e mũ x này đúng không? Nhân với f(x) này bằng với rồi hai con x triệt tiêu nhá. Như vậy nó là trừ của e mũ 2x đúng không? Kịp không anh em? Dùng sơ đồ đạo hàm để check thôi. Con này đạo hàm nó ra con này đúng với không? lên hết phòng Đấy, con này đạo hàm nó ra con này đúng không? Ừ, rồi check nhá. Ok, tôi nhả đây này, tiếp tục. Đây. Đúng chưa anh em? Nào check check cái đạo hàm xem có đúng không? Check cái đạo hàm xem có đúng không người anh em ơi. Check cái đạo hàm xem có đúng không? Nếu mà nó không đúng đạo hàm là chứng tỏ là mình bị tính lỗi. Còn nếu mà nó đúng đạo hàm, ôi chết cha, hình như mình tính lỗi ở đoạn này rồi. Tại vì đằng trước có dấu trừ mà. Từ từ. Nếu phía trước có dấu trừ ấy thì cái chỗ này nó phải là Lỗi là nào anh? từ từ. Cái này phía trước nó là dấu trừ mà. Anh quên mất. Cái này phía trước nó là dấu trừ thì Đúng. đúng không? Quên mất anh ấy quên mang dấu trừ vào rồi. Đây nó phải là trừ này. Đó, như vậy thì nó sẽ xuất hiện là cái này nó bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng là e mũ trừ x à, đúng không?
từ nha, cái này có vấn đề rồi, có vấn đề nghiêm trọng, nghiêm trọng quá. Anh thay con đầu tiên, nếu mà anh để con đấy, anh để con đấy cũng thay con đầu tiên luôn được. Thôi con đề bài á. Vâng. Đỡ phải. Ừ, thực ra là thay vào con nào thì nó cũng như nhau cả thôi. Từ từ nhá, nhưng mà từ từ cái chỗ này nó có vấn đề rồi. Tại vì nó là trừ mà thì chắc chắn là nó sẽ lỗi. Mình xem lại một chút cho con này nhá. Con này nó là bằng e mũ g lớn x này, đúng không? Thì nó bằng gì anh em? Nó bằng e mũ trừ đúng không? E mũ trừ rồi ok x cộng với lại len x này. Đúng không? Như vậy nó bằng là 1 trên e mũ x cộng với len x. Đúng không? Như vậy nó bằng là 1 trên e mũ x nhân với x đúng không? Đúng chưa? Như vậy là mình nhân cả hai về với con này. Ok đấy, để anh thử xem nào. Vậy là anh sẽ nhân thử cả hai vế với nhân con đầu tiên được, con đầu tiên được. Con đầu tiên thì mình sẽ được là nhưng mà từ từ nhé, có vẻ hơi căng. Đúng nhỉ? Hay là cái đoạn mình chia xuống có vấn đề nhỉ? Từ từ anh xem nào. Chia cả hai vế cho con trừ x để cho nó mất đi cái thành phần này. Đúng rồi. X cộng 1 trên trừ x đúng không? Đúng rồi, thì đưa lên đây. E mũ x trên trừ x thì đưa nó lên đây. Đúng rồi. Con g nhỏ nó bằng con này. Thì con g lớn nó bằng là con này trừ đi con len. Đúng rồi, ok, cái này chuẩn rồi đấy anh em ạ. Cái này không không sai đâu, đến đây chắc là vẫn ok đấy. Rồi bây giờ mình sẽ phải nhân nhân cả hai vế của cái con của nợ này này. Đấy, nhân cả hai vế con của nợ, có thể con đầu cũng được hoặc con này cũng được. Đấy, với cái khối lượng là với khối lượng là 1 trên cái con này nhá. Thì anh em thôi nhân con đầu tiên đi, nhìn có vẻ gọn gàng đấy. Con đầu tiên nhân vào nó được bao nhiêu nhỉ? Nó được là x cộng 1 này, đúng không? Trên cho x này. Nhân với em x đúng không? Từ từ nha, cái này viết cẩn thận tí xem nào. X cộng 1 này. Rồi nhân với lại x nhân em x này, x em x này. Rồi tiếp tục nó là fx này. Trừ đi này. Trừ đi x này. Đúng không? Trên cho em mũ x này, nhân với x này. Rồi, nhân với f với x này. Rồi, ok đấy, nó chính là bằng em mũ x này. Trên cho em mũ x nhân với x. Check đạo hàm cái này nhá, để anh check lại đạo hàm phát xem nó có đúng không đã, tại vì nó mà không đúng đạo hàm ạ thì là tính toán là nó sẽ không không có ra được cái mô gì hết trơn. Để anh check lại cái đạo hàm xem nào. Trừ x nhân e mũ x trên x tại 1,25 trừ đi x cộng 1 x nhân e mũ x 1,25 âm 0,229. Ồ, như vậy con này có vấn đề rồi. Con này có vấn đề ở đâu đó rồi anh em. Chờ chút coi xem nào. Con này có vấn đề rồi, con này có vấn đề nghiêm 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 trọng rồi anh em ạ. Có vấn đề nghiêm trọng. Hmm.
có vấn đề nghiêm trọng rồi, thế là mày cay. Chắc là nó sẽ đi nhân cả hai về với e mũ x cả x nhân e mũ x sao chú nhỉ. Hiểu rồi. Ơi Nhân là e mũ x chia cho e mũ 2x nhân x. Mình e hiểu. mũ x cả Trên phần e mũ 2x nhân x e mũ 2x để đưa về đạo hàm thương. đưa về đạo hàm thương à, nếu E mũ mà 2x nhân x bình dưới mẫu e mũ 2x nhân x bình. đưa về à e mũ 2x nhân x bình à. Còn trên tử là em x. Trên tử thì giữ nguyên à, không nhưng mà nếu mà thế thì nó vẫn phải Không. Trên tử nghe là nhân với cả em x trên em mũ 2x nhân x bình. đánh thử xem nào. Anh thử. Ok, chia cho cái khối lượng bình phương để bắt đầu nghe từ từ xem nào. Từ nhá, thử thử quay để tí anh viết lại hiểu cái của nợ này phát xem nào. X cộng 1 đúng không, nhân với fx này, cái này là trừ đi x đúng không, nhân với f phẩy x đúng không, mình sẽ chia cho e mũ 2x này, gọi là x bình nhân với e mũ 2x đúng không. Ủa từ từ nhá, thế này thì đâu là u đâu là v mày. Từ từ đã, thế thì cái trên tử kia, cái trên tử kia cũng phải chứ nhỉ. Từ từ, cái trên tử kia kia là Chắc phải sao. đổi lại dấu. Từ từ nhá, để anh xem lại cái dấu má cái con này một tí xem nào. Thì anh nhân nhân dấu trừ bên ngoài được, nhân dấu trừ bên ngoài. Nếu 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 mà cái dạng trừ đúng không, nếu mà cái dạng trừ thì từ từ có khi là làm nếu mà ở giữa là dấu trừ nhá, bình thường mình làm là dấu cộng thì nó sẽ ra luôn, dấu cộng thì nó là u nhân v, nhưng mà nếu mà dấu trừ hay là bây giờ này đi, nếu mà dấu trừ thì hay là mình vẫn làm theo kiểu kia thì nó vẫn ra cái mô hình đạo hàm đúng không, thế nhưng nó vẫn ra mô hình đạo hàm thôi, sau đó là mình lại phải chia đi đúng không. Tính thử nhá, cho anh gì thử thử xem được nhé, nếu nếu mà được được thì dùng, còn nếu mà không được thì để anh sẽ phải xem lại cái phương pháp của nó xem là nếu mà không là nó không ra. Đây từ từ nhé, cái thao tác đầu tiên ấy ở trong phương trình vi phân thì người ta vẫn 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 cứ phải làm cho con f phải đứng độc lập các bạn, đấy là nguyên tắc rồi đấy. Thì cái con này mình có là f phải x nhá, đúng ạ, mình sẽ phải chia cả hai vế cho con chứa x đi đúng không, đúng ạ, như vậy nó được là cộng với này, chỗ này nó là x cộng 1 này, em phải chia cho chứa x này nhân với lại fx này, đúng ạ, nhân với fx nhá, bằng với này, bằng với e mũ x này, trên cho chứa x nhá, đúng ạ, ok chưa. Thì con này có thể viết lại một chút nhé, nó chính là bằng f phẩy x này đúng không, cái này là được bao nhiêu nhỉ. Rồi, Ôi hiểu. Em hỏi tí à, trừ 1 trên x đạo hàm nguyên hàm lên như nào? trừ 1 trên x á, thì nó bằng là trừ của len x thôi. Trừ len x. Trừ len x đúng rồi, trừ len x nha. Về mặt lý thuyết ý, thì phương pháp thì nó không thể sai được, chỉ có mình áp dụng vào là nó sai thôi. Cả con này là con g nhá, đánh thử xem nào. Nếu nếu mà mình không 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 tính cái dấu trừ đấy liệu có ổn không nhỉ? Nếu mình không tính dấu trừ đấy thì liệu nó có đưa được về cái đạo hàm hay không? Đánh thử xem có được không nhá. Nếu mà mình có con g nhỏ x này, thôi mình cứ viết thử đi. Không sao đâu các bạn. Cứ thử đi, sai thôi. Gx nếu mà mình để là bằng x cộng với 1 trên cho x nhá. Thì con này nó chính là bằng 1 cộng với 1 trên x. Như vậy mình sẽ có ngay g lớn x này. Thì nó bằng là bằng x đúng không? Cộng với lại len x đúng không? Như vậy e mũ g lớn x nhá. Đấy thì nó chính là bằng gì luôn? Nó chính là bằng e mũ x đúng không? Nhân với
nhân với x đúng không? Nhân với x. Đúng ạ. Thì bây giờ mình sẽ nhân cả hai vế này. Nhân cả hai vế với cái khối lượng là em x nhân x nhá. Nhân hai vế này. Còn nếu mà nó sai thì tí nữa để anh xem lại. Nhân hai vế. Đây là anh đang cố tình không không tính cái dấu trừ này để anh xem liệu nó có đưa về dạng thương được không. Đấy, nhân cả hai vế với x nhân với em x nhá. Đấy thì ta được này. Ta được nó là gì đây? Nó là x này, đúng không? Nhân với em mũ x này. Nhân với f với x này. Đúng không? Trừ đi. Rồi, nếu mà mình nhân thêm x lần em mũ x vào đây đúng không? Thì như vậy nó được là x cộng 1. Đúng không? X cộng 1 nhân với em mũ x này. Nhân với f x này. Đúng không? Rồi. Đấy, dấu trừ thì mình vẫn phải giữ nguyên. À, tức là nó luôn luôn có cái dấu trừ của anh em ạ. Rồi, em mũ x là em mũ x đúng không? Đấy, đánh thử check cái đạo hàm. Check đạo hàm hiểu. Của hả? Anh hiểu. Thế nguyên hàm của trừ 1 trên x bình. Nguyên hàm của trừ 1 trên x bình á thì nó là bằng 1 trên x nhá. 1 trên x. Ừ, 1 trên x. Ok. Đây anh đang thử lại phát xem nào xem có ổn không. Cả cái khối lượng này. Đạo hàm xem nó có ra cái khối lượng này hay không. Cái dạng này mình cũng thường xuyên gặp đấy. Ừ. Nhưng mà căn bản này cái quá trình xử lý lại hơi bịp nhỉ. Nào thử pha xem nào. Shift d trên dx này đúng không? Của x lần e mũ x này. Trừ đi đúng không? Rồi anh để đây là x cộng 1 này. Đóng ngoặc lại này, e mũ x nha. Rồi anh sẽ can này. 1,25 này. Đố á, ra chưa anh em? Ra luôn đúng không? Xong rồi. Đấy. Tức là cái mô hình đạo hàm này chuẩn nha anh em. Đây anh em nhìn thấy không? Đạo hàm chuẩn chưa? Thế nó ra bằng 0 rồi. Đúng không? Chuẩn rồi. Thế bây giờ phải chia thôi. Chia thôi. Đúng không anh em? Chia. Tử phẩy này. Tử phẩy. Đây anh em nhìn xem có phải không nhá. Đây anh em nhìn xem đúng mô hình không? Đây là tử thì phẩy em... nhân mẫu. Lúc đấy thì em này mà. Ừ, trừ đi mẫu phẩy nhân em tử ít. đúng không? Vâng. Ừ, vẫn ra mà đấy mình bảo ma nó tức là phương pháp thì không thể sai chỉ có mình anh em mình áp dụng vào là nó sai rồi nó tức là mình áp dụng vào nó không tới tầm thôi đúng không rồi trên cho cái này là tử phẩy nhân em mũ mẫu 2x nhân x bình ừ cái này nó là đúng ngoài nó là x bình đấy nhân với em mũ 2x đúng không đấy thì bên này mình cũng phải chia đi con y y xì đúc như thế đúng không em phải không vâng. Đấy thì bên này mình cũng chia đi cho là x bình này nhân với em mũ 2x ra chưa mày ổn không được đấy đúng không thế thì con này nó tương đương này về trái viết lại về dạng gì nhỉ thường là fx fx đúng không trên nên, em mũ x nhân x đúng rồi nhân với lại x nhân em mũ x đúng không mày đúng không tất cả phẩy này đấy thì bằng cái vế anh phải nguyên hàm luôn là cái nguyên hàm của con này đúng không nguyên hàm con này thì xử thế nào nhỉ trừ 1 trên x mình nguyên hàm của con này nó bằng bao nhiêu cơ? Còn trừ 1 trên x bình thôi. Bỏ em. À ừ nhỉ. Chia đi rồi. Đúng đúng đúng. Thôi nhá, từ từ ta viết từ từ nhá. Nguyên hàm của trừ 1 trên x thì bình phương dx có đúng không mày? Đúng không? Nguyên hàm của con này thì nó bằng 1 trên x nha mày. Được không mày? Ok. Ok, ui xoài ơi. Để mình áp dụng nó chưa tới tầm thôi. Rồi, xong. Đến đây thì từ từ thế nhưng nguyên hàm thì phải bỏ phẩy chứ mày, đúng không? Nguyên hàm bỏ okay. phẩy nhá. Không bỏ phẩy là chết đấy. Rồi. Đấy, thế bây giờ anh em mình có cái dữ kiện là F1 bằng 3E này thì tìm C phát đã, đúng không? F1 thì bằng 3E thì tìm C phát nhá. Đấy, như vậy là mình tìm C đây này. 3E này. Đúng không? 3E trên cho E này, đúng không? Đấy, thì nó bằng là gì đây? Bằng 1 cộng C. Vậy từ đó C bằng 2 phải không? Vâng. Đúng không? Ok, C bằng 2 xong rồi đấy. C bằng 2 từ đó thì mình tính cái con tích phân thôi. Nào, tích phân này. Fx rút ra là bằng gì nhỉ? Bằng này, 1 trên x này, cộng với 2 này, đóng ngoặc lại này, nhân với x nhân em x đúng không? Thì B. Thì B đi. Ừ, ok đấy. 19,44 đúng không em? Vâng. Ok. Cào nhắn đi đây.
Cho anh đi dép cái đi nhà nhé. Rồi, ok. Đấy, 47 là ngon đấy, có vẻ xử khá ổn. Tiếp đi anh em. Cái câu 48 này liệu có làm được không nhỉ? Anh em. Nhìn thế này là hại não anh nhỉ. Em nghĩ chấm hết rồi. Câu 49 này làm được mà. Chả một cái thi của 49. 50 gì này, cái phương trình kiểu này men lắm. Làm nó câu 49. Ừ, anh nghĩ là làm được 49 ấy mà. 49 này thì có cái gì đâu. Số phức z thỏa mãn dữ kiện này đúng không? Cái câu 49 này nhá, xem nào. 3y cộng với 5. Ok đấy, làm luôn. 49 này làm được, cái mà anh nghĩ là làm được đấy. Không quá khó đâu. Thực ra mấy cái câu vận dụng cao của số phức này nó cũng không quá khó đâu. Đấy, anh em mình ngồi cày chắc nó ra. Xem nào. Cái con đầu tiên nhá. Con đầu tiên này mình có này. 3y cộng 5 trừ y gen 1 thì con này nó chính là bằng 3y cộng 5 trừ y gen 1 tất cả trên cho trừ y, đúng không? Cái này vẫn bằng thôi, bởi vì căn bản là module của trừ y nó bằng 1 em ạ, đúng không? Module của trừ y nó bằng 1 nên là mình chia cho cái này nó không ảnh hưởng nhá, được không em ơi? Được không? Chụp điệu anh ơi. Ôi. Từ từ. Module của chữ y nó bằng 1 em ạ, nên là hai cái này nó bằng chuyện đồ bài. Đồ bài quá. Ok. Ừ, bây giờ mình vào trong cái mode 2 để mình cứ gọn đi một chút nhá. 3y cộng 5 này trên cho chữ y này. Rồi, như vậy nó bằng là trừ mà ngoài. Thế cái Z1 hả? Cái Z1 anh bỏ ra ngoài à? Không, nó triệt tiêu ấy em. Cái trừ y về cái trừ y nó triệt chưa? Có hiểu không? Được. Ờ, đấy nó triệt rồi đúng không? Thế còn cái con Z2 xem nào. Ờ, mình có là Z2 ngang trừ y 3 trừ y 5y đúng không? Thì con này nó chính là bằng Z2 ngang trừ y mở ngoặc 3 cộng 5y đúng không? Như vậy nó chính là bằng Z2 ngang trừ y 3 trừ 5y lấy ngang đúng không? Như vậy là Z2 trừ y mở ngoặc 3 trừ y 5y tất cả ngang đúng không? Như vậy nó chính là bằng Z2 trừ y mở ngoặc 3 trừ 5y đúng không? Cái này bằng 5. Chuẩn không? Chuẩn chưa? Ok. Rồi, thế đến đây xong chưa? Lại bảo không xong đây. Nào, Z1 thuộc đường tròn có cái tâm là bao nhiêu? 3-5. 3-5 bán kính bằng 5. Đúng không? Z2 thuộc đường tròn có cái tâm này. Đúng không? Ừ. Cũng là 3-5 luôn à? Vâng. Bán kính bằng 5 đúng không? Ôi, chưa xong chưa mày? Như nào nữa? Rồi ơi, khoảng cách thôi này. Khoảng cách dây con bằng 6 cứ đến đây một dòng. Đây. Mày thấy đây là lại dùng cái lệch phải. Ừ, vẫn tính theo độ lệch phải mà. Này, hai con này là cùng tâm nhá mày, có đúng cùng tâm không? Ừ. Cùng bán kính luôn, tức là cùng thuộc đường tròn có bán kính bằng mấy luôn mày?
năm. Bán kính bằng 5 đúng rồi, mà khoảng cách giữa hai con nhé, coi như này là con Z1D, khoảng cách giữa hai con bằng mấy? 6. 6. Ừ, đấy, đây là Z2. Đấy. Đúng không? Đây là 5, đây có phải bằng 6 không? Hiểu chưa? Đấy. Tính giúp không? Hai con cùng cực đường tròn nhé. Có. Ừ. Ok. Thôi tính tính độ lệch pha giữa hai con này thôi là xong rồi. Được chưa? Em tính độ lệch pha giữa hai con này xong tính độ thức ra thôi. Là ăn rồi. Đấy. Ngoài. Nào được. Đến đây nhá, đến đây để tính độ lệch pha thì mình sẽ có cái đây là điểm tâm này, mình cứ gọi đây là điểm 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 Y nhá. Đây điểm Y này, đây là điểm A này, đây là điểm B nhá, ok không? Đúng ạ, thì em sẽ làm này, đấy, vẽ vuông góc vào đây, được chưa? Kịp không? Đây là điểm đấy, ok không? Thì do cái khoảng cách AB bằng 6 nên thực chất cái đoạn con này này nó chỉ bằng 3 thôi, có hiểu không? Đúng không? Cả cái đoạn này bằng 6 thì cái đoạn ngắn này chỉ Rồi bằng rồi. 3 thôi, đúng không? Rồi. Đấy. Thế đến đây thì tính xong chưa nhỉ? Nào đến đây tính xong chưa? Đến đây nhé, đến đây thì có khi là mình cũng chả cần phải độ lệch pha, mình cũng tính được mà. Tính được không? Tính được đúng không? Bản chất thì đây nhé, đánh tính cho em xem. Mình tính kể cả mình không tính được độ lệch pha nó vẫn ra mà. Dùng điểm bất động ấy. Tâm ô của em có phải nằm ở đây không? Tâm ô của em nó nằm đây nhá, ok không? Được chưa? Điểm Y có phải là điểm bất động không? Đúng chưa? Thì mình đổi về điểm Y để mình tính nhá. Thì bây giờ anh viết cho em xem nhá. Mình có này, module của V kép này, module của V kép thì chính là bằng module của Z1 cộng Z2 trừ 6 cộng 10Y đúng không? Đúng chưa? Như vậy module của cái này nhá, Z1 đấy, Z1 đó chính là bằng vector OA cộng với Z2 nó chính là vector OB đúng chưa, trừ đi 6 cộng với 10Y đúng chưa, kịp không? Có. Thế bây giờ OA cộng với OB nhá, anh chèn điểm Y vào này thì anh có ngay đó là OI cộng với IA kịp không, cộng với OB à OI này, đây dùng kỹ thuật điểm bất động ấy, cộng với lại IB đúng chưa, đúng ạ, trừ 6 cộng với 10Y đúng không? Thì cái này có phải bằng hai lần của OI không? Có. Hai lần của OI này cộng với IA cộng với IB thì nó bằng gì? IA IM, hai lần IM. bằng hai lần IM đúng không? Đấy, hai lần IM. Đúng chưa? Đấy, hai lần IM. Rồi, tiếp tục trừ đi 6 cộng với 10Y. Nào đến đây thì đây có sửa được tiếp không nhỉ? Đến đây nhá, hai lần OI mà cộng với hai lần của IM. Đấy, thì nó chính là bằng hai lần của gì thôi? Hai lần của OM đúng không? Kịp không? Hai lần của OM đúng không nhỉ? Nhưng mà thế này nó có ảnh hưởng đến cái min max này, từ cái con OM, cái con OM. OM thì nó sẽ nằm ở đâu nhỉ anh em? OM thì điểm M nó sẽ, nếu mà như thế này thì điểm M nó chạy ở trên cái vòng tròn bên trong đúng không? Thế từ từ, thế thì khả năng là nó có một cái sự thay đổi gì đó ở đây rồi. Đúng không? Anh em mình hiểu không nhỉ? Tức là cái điểm đó nó chạy trên cái vòng tròn bên trong ấy. Từ nhé, chờ chút nhé. Để vẽ một cái vòng tròn. Từ nhé, xem lấy đâu cho nó hợp lý. Ôi, vẽ nó lệch quá. Từ nhé, đấy, đang nghĩ xem là có cái hướng nào giải cho nó nhanh ý mà. Anh em hiểu được không? Khi mà Z1 và Z2 nó chạy trên cái vòng ngoài thì cái con M có phải nó chạy trên vòng trong không anh em? Đúng không? Công nhận không? Chuẩn không anh em? Đúng không? Đúng không anh em ơi? Ủa? Ok. Ừ, chuẩn là con gì nữa đúng không? Z1 và Z2 chạy trên vòng ngoài thì con M đã chạy trên vòng trong. Rồi, đến đây thì có thể tính được tiếp nhỉ? Đến đây thì OI là điểm cố định rồi, đúng không? Điểm Y thì trong bài này nó chính là 3 năm rồi. Thế còn điểm M? À không, nhưng nếu mà như thế này thì M nó chạy chứ nhỉ? Mà nó sẽ ở trước y. Đúng, chính xác, M nó có thể ở trước Y hoặc ở sau Y đúng không? Như vậy thì nó bị, à thế này thì nó phải, nếu mà module này thì nó phải là module nó bị thay đổi chứ nhỉ? Từ từ nha. Để anh xem nào, hay là mình thử tính theo độ lệch pha để mình tính tiếp nhỉ? Nếu mà như thế này thì điểm M,
khi điểm M chạy thì cái module của con V kép nó cũng cũng chạy theo đúng không em? Đúng không? Đúng không? Thì module con V kép nó cũng chạy theo, như vậy bài này nó phải xuất hiện cả min cả max rồi chứ nhỉ? Làm sao mà nó lại ra được cái quằn què này ta? Anh em công nhận tôi không? Đúng không? Nhỉ? Ai ma nhà nó chứ. À, hay là nó có một cái dữ kiện ở đây. À, tôi biết rồi anh em ạ, tại tại sao nó cố định rồi. Anh em nhìn đây tôi xem, tôi nói em phải không nhá. Anh em ơi, tôi biết tại sao rồi. Anh em ơi, đến đây nhá, đến đây. Ờ, từ từ. Cái tay đánh tam này nó hơi dài, cho nó xuống. Đây. Alo, anh em ơi, đây tôi hiểu rồi, cái này đơn giản. Tại sao anh như thế? Bài này nó cho bố vào trường hợp đặc biệt. Mã nó. Đây anh em ơi, anh em nhìn xem tôi viết xem đúng không nhá. Tôi viết đến đây đúng chưa anh em? Đến chưa? Đến đây đúng chưa? Đúng không? Alo, đến đây đúng rồi đúng không anh em? Đấy. Thế bây giờ hai lần của OI có phải là hai lần? Anh em nhìn này, điểm Y tọa độ bao nhiêu luôn? Anh em nhìn cho tôi. Ôi, quá quá đẹp. Đây, đây chả là điểm Y. Ba nào? Chính xác 3-5 đúng không? 3-5. Đúng chưa anh em? Ôi giời ơi, bảo sao nó cố định. Đúng chưa anh em ơi? Đúng chưa? Đúng không anh em? Đúng không? Đúng không? Ui giời ơi. Đúng chưa? Lại bảo không đúng đi, cái này chả bằng 4 à anh em? Độ bộ 3 tam giác 3 4 5 ấy anh em. Bài này nó cho trường hợp module là module cộng trừ là có thể tách ra từng cái một. Ừ, được chứ. Ok. Ừ, không nhưng mà anh em nhìn cái đoạn tôi viết này có hiểu không? Cái thằng OI là 3 năm thì 2 nhân bộ 3 năm thì chả là bộ 6-10 à, đúng không anh em? Nó vào đúng trường hợp đặc biệt. Ừ, chứ nếu mà bài bình thường mình hay làm ấy là nó phải có min max, nhưng mà bài này thì nó bị triệt tiêu. Thằng Trung có nhìn được không thằng Trung? Có đúng không? Con này với con này nó chả giống nhau thì nó triệt tiêu chưa? Đúng nó triệt tiêu không? Ui giời ơi, bảo sao? Được chưa anh em? Ok không? Giống nhau. Chả thế 2 nhân 3 xong mày trừ đi 6 thì nó hết, còn gì nữa. 2 nhân âm 5 thì nó bằng bằng âm 10, âm 10 cộng 10 thì chả hết à. Cái y hết chưa? Đấy, nó hết rồi nó mới cố định. Đúng không? Còn nếu mà nó không hết như mọi khi thì nó mới là gì? Nó mới là chạy. Nó mới có min max, đúng chưa? Chuẩn đét chưa anh em ơi? Chuẩn đét chưa? Ok chưa người anh em? Ok. Rồi, đấy. Mà thì nó như vậy nó bằng 2 lần của im luôn thì nó bằng 8. Đấy, dùng điểm bất động thôi. Bài này điểm bất động nó là điểm y anh em. Đấy. Ôi giời ơi. Nào xem còn cái câu nào có thể sụp được không? Câu 50 này anh em thử thử ship xôn xem nó có tìm được phương trình đặc trưng không? Còn nếu mà nó không tìm được phương trình đặc trưng thì thôi. Y cộng 2 nhá. Em cứ nhập y xì đúc con đấy vào thôi. Cứ làm thử đi. Đấy, anh cũng đang bấm vào đây xem là nó có ra được phương trình đặc trưng hay không. Chứng ở đề bọn này khó phết đấy nhỉ. Hại nào đấy. X bằng 2, Y bằng 2 anh em ạ. X bằng 3. X bằng 2, Y bằng 2 ạ? Ừ, X bằng 2, Y bằng 2. X bằng 3, Y vẫn bằng 2. Đúng không? X bằng 2, Y bằng 2 đúng không?
À sao? Bấm mỗi vế trái thôi mà. X bằng 2, y bằng 2 nhé. X bằng 3, y vẫn bằng 2. X bằng 4 xem nào. X bằng 4, y vẫn bằng 2. Ra rồi đấy. Ra rồi. Liệu có ra không? Anh thấy x bằng mấy thì y cũng cố định bằng 2 em ạ. Má. Em bấm thử xem chip xôn em phải không? Thế thì nhưng mà x bằng 1 thì oải nhá, bởi vì x bằng 1 nó bị dính với cái mẫu này này, có hiểu không? Đây này. Như vậy là nếu mà sơ bộ thôi nhá, sơ bộ thì mình sẽ có là X bằng chữ 2 muộn. x lấy từ bao nhiêu nhỉ? Từ 2 đến 2023 luôn, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Và y thì sẽ cố định bằng 2, như vậy là được mấy cặp rồi? Được một à, được bao nhiêu cặp nhỉ? 2021 cặp à? À 2022. 2022 cặp đúng không? 2022 cặp. Thế nhưng mà liệu liệu còn thêm cặp không? Liệu còn thêm cặp không? Kiểu như ví dụ x bằng 2 thì y nó có thể là một số khác được hay không ý? X bằng 2 thì y liệu có thể là số khác không? Ví dụ y có thể bằng 3, bằng 4 đi được hay không ý? Không em ạ, x bằng 2 y vẫn chỉ là 2 thôi. Anh loại nghiệm y đi, anh xem nó ra y được bao nhiêu nhé. Nhưng mà khả năng ra nào vẫn thế thôi. Thế thì nó chắc khả năng là nó chỉ có 2023 cặp nhé. Check đáp luôn nhé anh nhé. Xin lỗi xin lỗi. 2023 lấy ở đâu anh? Đợi 2022. 2023 lấy ở cuối này em. Từ 2023 đến 2. Thì là 2021 cộng thêm 1 là 2022 đúng không? 2022 cặp. 2022 IB. Check nhá. 4044. 4044 đó, như vậy là nó bị thiếu một nửa bộ này. Xem là có một cái bộ đây. Đây mà nhà nó. Đây, cái thứ anh em mình giải được nó mới chỉ là cái phần này thôi này đúng không? Chuẩn không? Đúng không? Thế thì nó còn một cái phần nữa là gì? Ồ! Bạn ơi! Nó cố định luôn y bằng 1 này. Tức là x bằng bao nhiêu cũng ăn này. Ừ nhỉ? Đúng quá! À, hay nhỉ? Thế thì cái này vẫn ship show được em ơi. Nào, mày 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 thử cố định xem nào. Mày thử cố định mày thử cố định xem nào. À, nhưng mà lẽ ra nó phải tìm được một con x bằng ấy. Nếu mà x bằng 2 nó vẫn phải trả ra y bằng 1 chứ nhỉ? Đúng không? X bằng 2 thì vẫn phải trả ra y bằng 1 chứ. Đúng không anh em? Can đi, nào mày can can luôn cho nhanh em, mình đừng ship xôn nó lâu. Em can x bằng 2 nhá, y bằng 1 xem nó ra bằng mấy. Can 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 xem nó có âm hay không thôi cho nó nhanh. Em can x bằng 2 và y bằng 1 đi. Xong x bằng 3, y bằng 1 cho nó nhanh. Ngồi ship xôn nó lâu lắm. Tại vì con này là bất phương trình Nam ơi, chứ nó không phải phương trình. Phương trình thì em mới ngồi em ship xôn. Đúng không? Đây là bất phương trình mà em chỉ can thôi. Em can x bằng 3, y bằng 1. Để em thấy nó thỏa mãn không? Nó âm đúng không? Nhưng mà nó ngồi nó nghĩ ra được mấy cái con kiểu này đau đầu nhỉ. Can can thử chưa? Ok anh.
can thử nó ra âm là đạt mà, bởi vì con này nó chỉ mong muốn âm thôi. Ui nhưng mà nếu mà đi thi mà mình gặp cái câu kiểu này thì chắc là bỏ luôn á, tại vì căn bản là mấy cái câu kiểu này xử lý của nó phức tạp á nhở. Chắc là mình vẫn quanh trên mấy cơ sở nào đấy thôi, còn nếu mà quanh bừa thì cũng mệt đấy. Đánh xem có mấy câu kia xem nó giải kiểu gì nhá. Câu 48 dễ này. Nhìn thấy dễ không? Đọc này có hiểu không? Đọc giải rồi mà vẫn không hiểu được nữa này, thôi ấy, đau lắm. Đọc có hiểu không? Đọc phát chắc hiểu luôn rồi đúng không? Hiểu không bro? Ok. Ừ, nó phát hiểu luôn đúng không? Anh đọc anh thấy nó dễ vãi chưởng. Ừ. Rồi câu này thì mình làm được rồi này. Thế câu này. Úi rồi, nó làm gì? Thôi, thôi. Ghép trục à? Chục. Thôi, hai thằng. Thôi tha tha cho nhau đúng không? Úi rồi, khiếp câu này này. Thôi thôi thôi. Câu này nhìn chiến quá em ơi. Ok, thôi nghỉ ngơi nha anh em. Ok đấy. Ở hôm nay mình làm được đến cái đoạn câu bao nhiêu nhỉ? Chắc là hôm nay mình làm được khoảng 40 mấy câu. Chắc là không biết được chín không? Không không được, không được. Vì anh nhớ là bỏ cả mấy câu cơ, 6 câu hay sao. Đấy. Bài tối tối nay mày học gì ấy mày? Học lý Học lý à? Học phu này. cuối Buổi cuối á? Vâng, cuối. Ok, thôi rồi, thế nhá. Bye bye. Anh biết luôn đi anh mua gì xem lại mấy cầu. Ok. Ok, bye bye. Ok.